Nhà thiết kế Thái Công và bạn trai tuyển quản gia kèm điều kiện đặc biệt. Thái Công được xem như gã phù thủy trong ngành kiến trúc Việt Nam. Ông luôn mang đến sự sang trọng, lộng lẫy trong thiết kế của mình, với những chi tiết tỉ mỉ đến từng mm. Ông rất kén khách hàng, khi đồng ý mua sản phẩm có giá trị ít nhất 11,5 tỷ đồng ông mới nhận công trình. Bên cạnh đó, khách hàng phải có gu thẩm mỹ, Thái Công còn nổi tiếng với kiến thức về lĩnh vực ẩm thực, thời trang, du lịch. Ông thường xuyên nhấn mạnh câu nói mọi người phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Dù giàu có và nổi tiếng, Thái Công vẫn tham gia chương trình Người ấy là ai để công khai chuyện tình đồng giới của mình với người bạn trai kém tuổi, có khoảng thời gian gần 10 năm bên nhau. Gần đây, ông còn gây chú ý khi tuyển dụng quản gia, với điều kiện phải có tính cách thật thà, tỉ mỉ trong nhiệm vụ chăm sóc ông và bạn trai. Người quản gia có độ tuổi từ 25 đến 35, tính tình thật thà, trung thành, tỉ mỉ, tinh tế, vui vẻ và luôn thấy cái ly nửa đầy, chứ không nửa hết thì nhắn tin qua Facebook cho ông. Nếu trúng tuyển, quản gia này sẽ được ở trong biệt thự, có phòng riêng với tiện nghi sang chảnh. Tuy nhiên, để được làm quản gia của Thái Công, phải đáp ứng được một tiêu chí khắt khe. Tuy Thái Công và Huy Yves tìm quản gia, nhưng có thể cũng được gọi là một người em trong gia đình, để chăm sóc cho hai anh em trong nhà. Em sẽ ở chung cùng hai anh với một phòng riêng, đẹp, đủ tiện nghi và thoải mái trong một biệt thự hiện đại và sang trọng. Có nhiều ý kiến cho rằng, cơ hội việc làm hấp dẫn là đây, người này sẽ được học hỏi từ nhà thiết kế Thái Công. Bên cạnh đó cũng có ý kiến quan ngại bởi ông là một người rất khó tính và cẩn thận. Tuy nhiên, nguồn bài viết trên diễn đàn xuất phát từ đâu vẫn chưa được kiểm chứng. Nhưng trên trang Facebook cá nhân của Thái Công không đề cập đến nội dung này. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để cùng theo dõi những video tiếp theo.